xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh phúc an tv như đã thông báo ở video trước trong video này phúc sẽ cập nhật thông tin về kỷ niệm sinh nhật của ca sĩ phi nhung hiện tại thì rất là nhiều fan của ca sĩ phi nhung fc ba miền đã lên kế hoạch về việc tổ chức lễ kỷ niệm sinh nhật của ca sĩ phi nhung và vào ngày này thì đàn gà con của người ba cô công chúa xinh đẹp quỳnh trang thiên ngân tuyết nhung cùng với học trò của người đó là trường sang Giê-du-nô you know, và một số ca nghệ sĩ sẽ đến chùa pháp lạc để có một ngày kỷ niệm sinh nhật cho người hát giao lưu cùng với khán giả đến với chùa pháp lạc đó là điều tuyệt vời mà Phúc muốn chia sẻ trong video này. Trước tiên là thông tin vào ngày rằm, ngày hôm qua thì rất đông là đoàn viên thanh niên thành phố đã đến với quán Buddha Chai và chụp ảnh cùng với ca sĩ Phi Nhung tại quán Buddha Chai. Thì Phúc cũng đưa hình ảnh này lên để cô chú anh chị thấy được là đoàn thanh niên đã đến và chụp ảnh cùng với người cùng với con trai trưởng đó là em phạm đức hiếu thì quán Buddha chai của quản lý diễm phạm có chia sẻ như thế này ngày rằm mọi việc tiếp nối là sự yêu thương là sự gắn kết chúng ta là những người trẻ hướng tới tương lai những người tràn đầy hoài bão và ý chí để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Rất là tuyệt vời phải không cả nhà? Các bạn trẻ đến với quán Buddha Chai để thăm viếng một người nghệ sĩ tài ba và đức độ đó là ca sĩ Phi Nhung. Các bạn trẻ đoàn viên thanh niên đến đây để học tập những điều tốt đẹp từ người đó là điều tuyệt vời. Đó là tầng lớp thanh niên giàu ý chí và hoài bão và hướng tới xây dựng một xã hội tốt đẹp. Đó là một điều tuyệt vời mà các bạn trẻ đến với quán Buddha Chai học hỏi những đức tính tốt đẹp của người. Một ngôi sao sáng xuất hiện chỗ trần gian là điều rất tuyệt vời, phải không cả nhà? Và trên trang mạng, những trang về fan của ca sĩ Phi Dung cũng đã thông báo về ngày kỷ niệm sinh nhật của người tháng tư là tháng yêu thương thì fc miền bắc đã chia sẻ những hình ảnh về ngày rằm thì rất đông đã đến với chùa nơi thờ cúng của ca sĩ phi nhung để thăm phía người và chúc cho ca sĩ ở nơi xa yên tâm tu tập đó là điều mà tất cả fan người hâm mộ muốn gửi đến người một ngôi sao giàu lòng nhân ái và FC miền Bắc có đã thông báo về kế hoạch tổ chức một cái cuộc thi để viết về những việc làm tốt đẹp của người và thông báo đến với tất cả mọi người những ai yêu mến ca sĩ Phi Dung đều có thể tham gia viết chương trình này cũng như thông báo về việc sẽ tổ chức lễ kỷ niệm sinh nhật của người tại chùa phát lạc khi ấy đàn gà con có mặt đầy đủ tại chùa phát lạc để giao lưu trò chuyện và hát văn nghệ để gửi đến với tất cả mọi người cụ thể thì trưởng fc miền bắc là chị Hải Phượng có thông báo như thế này. Chào tháng tư, tháng của ngày nói dối, tháng đầu hạ nông nang, cháy bỏng mà tinh khôi khiến bao người thổn thức. Mỗi khi thấy những bông hoa loa kèn trắng e ấp dịu dàng là thấy tháng tư về gợi cho người nhiều người bao kỷ niệm vui có buồn có và giới fan phi nhung chúng ta có những hoài niệm với cô gái tháng tư này cô gái ấy từng là thanh xuân của biết bao người với giọng hát mãi đi theo năm tháng cô gái ấy cũng là thần tượng của chúng ta với tấm lòng thiện nguyện đức hy sinh và là mẹ của 23 đứa trẻ mồ côi năm tháng qua đi giờ cô gái ấy, ấy đang an yên tu tập ở một nơi nào đó thật bình yên và hạnh phúc nhớ về chị hai phi nhung nhớ về cô gái tháng tư và chào đón ngày 10 tháng tư thương nhớ ban tổ chức chúng tôi phát động cuộc thi trong fan viết những lá thư gửi chị hai phi nhung với nội dung nhắc lại tất cả những kỷ niệm về cuộc đời chị hai Phi Nhung. Những kỷ niệm của bạn với chị hai nói lên những tâm tư tình cảm của mình và mọi người đã, đang và vẫn luôn dành cho chị hai dù chị đã đi xa. Bài dự thi có thể là văn viết hoặc clip có lời bình. Những lá thư đạt giải sẽ là những lá thư nói lên được tâm tư tình cảm chân thành nhất luôn dành cho chị Hai và mãi luôn là như thế dù năm tháng có xa. Chương trình được phát động tới tất cả fan ba miền của FC Phi Nhung. Cơ cấu giải thưởng như sau: giải nhất trị giá 4 triệu đồng và tấm hình đẹp có chữ ký của chị Hai Phi Nhung tương đương một tấm vé máy bay hồi Hà Nội Sài Gòn của hàng hãng hàng không Vietjet Airline nếu là fan phi nhung miền Bắc giải thưởng sẽ được dùng để chi phí cho buổi tham dự sinh nhật chị Hai cùng sư phụ và gia đình tại chùa Pháp Lạc vào ngày 10 tháng 4 2024. Hai giải gì? Có hai giải gì? Tỷ giá 2 triệu đồng và tấm hình đẹp có chữ ký của chị hai phi nhung 3 giải 3, tỷ giá 1 triệu đồng và tấm hình đẹp có chữ ký của chị hai phi nhung bài dự thi xin gửi về ngô hải phượng nda gmail com xin đọc lại bài dự thi xin gửi về ngô hải phượng nda gmail .com gmail.com Ngô Hải Phượng viết liền không bỏ dấu chương trình bắt đầu từ ngày 22 tháng 3 2024 và kết thúc vào ngày 31 tháng 3 2024 vậy là còn vài ngày nữa là kết thúc kết thúc vào ngày 31 tháng 3 giải thưởng sẽ được công bố vào ngày 5 tháng 4 bài dự thi và đạt giải sẽ được dùng đăng trên các trang của Phi Nhung các trang của FC Phi Nhung Ba Miền nhân đây ban tổ chức chúng tôi xin thông báo ngày 10 tháng 4 2024 sư phụ và các con sẽ tổ chức một buổi sinh nhật thân mật và phát quà từ thiện để tưởng nhớ đến chị hai Phi Nhung tại chùa Pháp Lạc với sự tham dự của tất cả các fan ba miền của chị Hai Phi Dung. Fan ba miền sẽ có một buổi tụ hội thân thương ấm áp dưới ngôi nhà chung chùa Pháp Lạc. Đó là toàn bộ cái thông báo về chương trình tổ chức kỷ niệm sinh nhật cho chị Hai Phi Nhung cũng như là FC Phi Nhung miền Bắc thông báo về một cuộc thi viết về người đó là điều tuyệt vời mà hiện tại tất cả fan FC Ba Miền của chị Hai Phi Nhung đang rất là háo hức đang rất là tưởng nhớ về một người nghệ sĩ tài ba và đức độ ngôi sao sáng xuất hiện chốn trần giang một người giàu lòng nhân ái đó là ca sĩ phi nhung cảm ơn cả nhà đã lắng nghe chia sẻ cùng với phúc hãy cho phúc xin một like một đăng ký kênh cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều xin chào và hẹn gặp lại